mấy con vậy? Nửa tiếng. Bữa cậu mua trứng, bữa cậu mua ếch. À, cầm cái gì ta? Trời ơi. Con câu. Mấy con vậy? Ba. Lại với bốn con á. Của cậu hả? Ừ. Đưa đây đi. Mai luộc. Đây là mực nè mọi người. Mọi người đây là mực nè. Thấy to với đứa nó câu mực vậy đó mọi người, là ba con nè. Cái bữa nó câu tới cả 1 ký. Xin chào mọi người nha. Bây giờ là mình sẽ cùng với mọi người đi mua tầm cỡ 10 mấy 20 trứng cút lộn á để mà mình răm me cả nhà. Đó. Bây giờ mình sẽ không để cho cả nhà chờ lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi lựa trứng cút lộn nha. Chúng ta đi thôi cả nhà. Chúng ta lại mua cái này mình nướng. Cái này nướng lên giống thịt gà vậy. Cái này ngon này, cái này mà ướp, cái này mà nướng thì con thấy là nướng rồi. Không? Chị xin nấu canh hả? Không, chị cảnh khó cái cảnh không. Mày đừng nói nữa. Để mày nhẹ lắm đấy. Chị em qua bút lại em nữa không? Cá này nướng giống thịt gà mọi người. Ừ. Này. Có không dừa. Nướng ngon, được bữa nào nướng. Bữa nào mua có loại bự rồi, loại bự rồi, cỡ 2 ký á, mới ăn mới đã. Dạ, loại này bự. Bự. Có tạm với xảo. Bỏ luôn đó. Đâu? Ừ. Ý bự quá ha. Giờ sốt me luôn, bút luôn. Nó nhiều không? Ốc cái này nhiều lắm mà mọi người. Mình thấy ốc không? Lờ hết trơn. Có không? Chi cút à? Ủa điện là ngày mai có luôn. Điện ngày mai mới có. Tại vì cái đó mà bể cái là ti bụi luôn á. Bể nó bể nguyên cục. Cút lộn này là cái mẫu đó. Sao hồi trước thì ngày nào cũng có cho 2 thứ rồi nè, nhưng bây giờ cái tuyến đường mà bị phong tỏa đó nó cũng sang khi 3-4 đoạn như vậy đoạn bể luôn. Đúng rồi, nó bể nó bể. Con 20 trứng cút lộn nha cả nhà. Lộn bây giờ ơi. À lộn, không dịch lộn. Mình nó lộn ở nhà. 10.000 luôn. Rồi lấy luôn. Bán 30.000 thì 10.000 nữa rồi. Lấy 5.000. Lấy bóp đi, cậu bỏ đó. Ông Rang là sống. Dạ. Rang luôn hả? À. Thôi có rồi, đủ rồi. Để đem lấy 10.000 không? Đã đủ gia vị rồi. Ui, bớt được vài công đoạn. Mình mua về rồi nghe cả nhà, bây giờ là mình sẽ luộc trứng vịt lộn trước nha. Mình sẽ luộc trứng vịt lộn trước rồi sau đó là mình mấy cái công đoạn kia thì mình cũng đã mua trước hết trơn, như là hành khô nè, cái cũng đã có rồi, đậu phộng thì cũng đã người ta làm luôn rồi đó, giờ mình chỉ là luộc lên luộc trứng cút chứ trứng vịt lộn thôi. Nó chiên da quen hết rồi. Làm cực lắm rồi đó. Nhưng mà theo quy định là nó không có được. Theo quy định là theo quy định tốt là nó không. Chứ nghe thấy thang kỳ chứ. Bỏ nó bên nè. Bỏ nó bên đây rồi đọc cái luộc trước đây.
chú ngon. Bây giờ luôn. Ăn mà kén chọn qua nè, kén chọn về. Cái nồi này nó chín nha. Con này đó, đợi cái nồi này chín rồi đầu cái mình sẽ bắt một cái nước sôi khác để mình lấy cốt me nè. Nhớ lát nổ đi đây nha. Để em lấy lên. Bây giờ mình sẽ kiểm tra chín nha mọi người, nó đã chín rồi. Đó, thì mình thấy nó sôi gì lắm, thì không biết là nó chín như thế nào nha. Cái nhà dễ, nói chung dễ biết lắm, mình sẽ dùng cái đũa nè, mình gấp nó lên, chứ mà mình gấp lên được thì nó đã chín rồi đó. Còn rớt. Để 3 phút nữa. Chưa. Để 3 phút nữa. Chị canh đi nha. Để con đi coi mẹ gì. Mấy phút rồi tao? Mấy phút rồi? Đừng đổ thừa luôn. Bỏ nghiêng lại coi. Nó không đi. Nó chắc đi lấy cái giá đè. Rồi. Cái gì mà có hình tâm giác gì? Chỉ rồi. Từ từ cũng bẻ ra. Rồi giờ chín rồi mọi người. Giờ mình phải dắt đi, từng chứng ra nha. Người kế tiếp. Người thứ ba. Người 218 đã bị loại. Tèo tao. Sao? Người kia 218 đã bị loại. Cái chim mà kẹo mà lấy cái kim mà đâm cái đó mắt nào. Kẹo mắt tốt. Chơi con mực. Cái đó mắt nổi luôn á. Giờ em nó tốt thấy hoài luôn. Đâu lúc bị bút lên. Rồi cả nhà, bây giờ là mình sẽ bắt đầu xếp me lên nha cả nhà. Giờ mình đem gia vị đầy đủ ra hết trơn rồi. Bắt đầu là mình sẽ xếp me. Đổ ra đi. Chắc nước đi. Rồi đổ dầu vô. Mày kiếm tiền mua thêm đi đổ ra. Đó được rồi. Đó nè. Rồi, vô này chưa đi. Cái này chỗ vàng đó, đi nó vàng. Đúng rồi, chỗ vàng. Con lấy tay nghiếm thử coi cay không? Rồi ra chỗ vàng vàng cái hông? Cặp chiêu. Ăn chưa? Ăn chưa? Hơi lạc quá, nước miếng. Đi rồi, đầu được rồi. Lên vô đi. Vô từng cục đấy. Nhẹ không?
À, bây giờ mình đưa từng trứng vịt lộn vô cả nhà. Cho sáng sáng xuống. Ở nước ngoài người ta gọi đây là món kinh dị nhất của họ đó nha các bạn. Còn ở Việt Nam ta thì đây là bình thường thôi. À. Bình thường không? Sắc. Cả nhà thấy không? Dạ không chịu nổi. Chịu miếng ba lâu quá. Mấy thằng này nó không ăn được cái này. Mấy thằng này không ăn được cái này tới hết trơn. Cả nhà nhớ nha, ai mà có con thì nhớ đừng có ban đêm nha, chịu không nổi đâu. Nhớ là đừng có ban đêm cả nhà, đừng có lúc ăn trước khi ăn cơm. Ơ lộn, ăn cơm xong hãy coi. Đó. Mè gì đủ quá, mè vừa đủ. Chuyển cái nồi lại, 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 chuyển. Mình sẽ rải đây là hành khô, hành phi lên này nha. Đó, hôm nay đậu phộng đã làm rồi, người ta làm sẵn cho mình rồi. Đó, mình chỉ cần để trứng lộ cái này lại. Giờ mình gán mình chờ trong vòng cỡ vài phút rồi cả nhà, để cho hột thịt lộn nó sắc xuống, nó thấm thấm á, rồi cái mình lấy ra. Rồi đưa giá cho nó đi, đưa giá bỏ, rồi đưa giá múc ra, rồi lượm đi. Bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món hột vịt lộn chấm mắm men nha. Đụng đi. Cái này cậu muốn cho khán giả của họ biết là xin làm rất là nhiều món để dành tặng cho khán giả biết chứ mình ăn được bao nhiêu, quan trọng là con có miếu nè. Ngon không? Ngon. Không có gì nói thiệt cả nhà, thì rất ngon nè. Quá đỉnh cao. Cái này chắc ở ngoài bán trứng vịt phải tầm cả 25-30. Đúng không? 25-30. Món tủ bánh mì chấm nước. Don't know.
Ăn đi, ăn bình thường đi, kệ cậu đi. Thích quen quen. Mọi người có lòng Bồ Tát. Ăn gì ngồi xuống đi trời. Lỡ có chuyện gì rồi ở đây đi hết giờ. Trời đất. Sao toàn được không? Được không? Nó là người lớn tuổi nhất trong đây nha cả nhà. Ăn này nữa không? Rồi thôi bây giờ mình cùng với cả nhà thưởng thức luôn đi ha. Hồi nãy giờ mình cho cả nhà xem qua để cho cả nhà biết là mấy đứa cháu mình ăn vậy. Đó, bây giờ là mình bắt đầu thưởng thức cái món trứng lộn này cả nhà. Trứng lộn ramen ngon lắm. Lần sau nếu mà có học cúc lộn á thì mình sẽ mua tầm gần cân 100 trứng hoặc là nhiều hơn để mình mua để cho cả nhà xem thử cúc lộn với lại học thịt lộn này nó khác nhau chỗ nào cả nhà. Không biết khác nhau chỗ nào. Không, khác nhau chỗ này nhỏ hơn, nó nhìn hấp dẫn hơn, đúng không? Chúng ta ăn nha. Làm nó ngon không? Làm nó ngon. Không có con bự hết trời. Chạy rồi. Này mà ai coi bằng đêm chết luôn. Ăn không đi tắm biển hả? Con bằng đêm chết. Mà để tắm thiệt ba. Tắm nữa tắm gì mềm không rồi. Nãy mày mới ngủ vô luôn. Không đẹp. Thế là ăn xong đi tắm biển. Ăn đẹp. Thảm xí được. Con đi đâu mà sợ mẹ, con hậu ấm trong một xe thôi. Các bạn đi mua đồ ăn thôi, mình đánh đâu nhiêu đúng không? Đánh nhiêu. Mẹ con giờ mà ai mà đủ tuổi là mẹ cho con mượn, mẹ con cho mượn xe á. Trứng. Hai. Bắt hoài. Ngon quá cả nhà ơi. Thực sự rất là tuyệt vời luôn nha. Vui quá. Vui lẹ. Nhớ đúng không? Cả nhà biết cái ngon cái chỗ nào, chỗ mà sực sực chỗ này nè. Cái miếng này là nó sực ăn ngon luôn nha. À, cái đồ sực này rất là ngon nha. Đảo quá. Lắm. Nằm ở giường á. Đi nằm bơi. Đi nằm bơi chứ nào. Đảo quá. Đi nằm chứ nào. Nó chua chua. Ăn đi làm bị chết đói vậy. Này ngon, sao làm ngon. Mày là hơn là cái bà đó ha. Kìa kìa, đáng để tiên dương. Công hơn. Dưỡng dục. Sao chúng ta không được. Má, con ngồi nhà ăn cỡ này cả nhà. Tổng lắm á. Đỡ ngắn. Con chan này vô nè, lùm lùm. Gâu găm hết. Gâu bơi. Cái miếng sực sực này ngon lắm cả nhà. Rồi. Ai mà ăn chít lộn mà ăn cái này nè là rất là giỏi, thì nó rất ngon. Trong chít lộn cái này là ngon nhất. Rồi tới cái con của nó. Bà chữ. Hôm nay mình mua thì nó không có bự quá cả nhà. Mà cũng sao đâu, nếu mà nó bự quá thì mình sợ một số bạn nhìn hoặc là mọi người khác nhìn vô nhìn thấy nó bự, con bự của lòng thấy ớn. Nhìn chung là đói mình vậy là đủ ăn, vừa ngon. Dùng phải dùng muỗng này nè cả nhà. Dùng cái muỗng nhỏ đủ phê rồi. Ăn gì nó hút cái lẹ. Ngán rồi đó, thích ngán rồi. Lúc trước con ăn cái này nè. Rồi á. Con hút nước á. Ngán chưa? Con xin. Không, lộn. Con xin này. Con hút nước á, con hút một phát hết cái trứng luôn. Gì hả? Nó nuốt một cái vô tới họng luôn. Ngán lắm. Trứng này mà làm ra mắt lắm á trời, 25.000 trứng. Có đậu. Cái đàn ngon cái đó. Cậu có đó. Không, nước ngoài con thấy người ta làm cái máy cắt mới hay. Mà nước ngoài nó đó mà. Cái này hơi bị dư thừa không anh nhỉ? Con chết vậy. Rồi ok. Đại. Ow. Rồi. Mời cả nhà nha. Nó chơi luôn. Rồi. Cả nhà ơi, mình xin kết thúc cái video tại đây. Nếu cả nhà thấy hay đừng quên nhấn đăng ký subscribe, chia sẻ cho kênh của Sinh nha. Cái mè này ăn vô ngon lắm cả nhà, nhưng mà mình chấm này vô thêm cho nó chua chua nha. Rồi. Cả nhà nhớ nha, đừng có ban đêm nha. Chịu nổi đâu. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.
Trời ơi, quá trời. Không có chua nhiều đâu, chỉ vừa đủ ăn à. Chỉ đủ ăn phải không? Nói chung nó vậy đó cả nhà, không sao đâu. Come on. Yeah. Rồi chạy đi, chạy luôn đi. Chạy. Tắm luôn đi.